cái phân gì cả. Nếu như mà càng đầu tư phân chuồng được là càng tốt, nó bền đúng không, nó bền nhất. Nhưng mà anh đây cả vườn này anh mới bỏ chưa hết, từ lúc trồng đến giờ chưa hết 1 tấn phân hóa học, 6 tạ 7 tạ. Ui dồi, thế rồi á? Thế thì gần như là đầu tư cái này nghe vẻ là an toàn đấy, nhẹ nhàng. Nhưng mà càng năm nó càng nhiều, có phải đúng là... càng làm càng nhiều. Em đứng lên cao đây em, tổng thể anh nhỉ? Kể cả trên chỗ nhà chú nó có bọn nó trồng vườn chanh đúng không? Không, chơi quanh đây làm gì có vườn nào rộng bằng vườn anh đâu. Có trên chỗ ấy, anh nghe là trên chỗ cái gì nhỉ, chỗ nào nhỉ? Thảo Nguyên. Thảo Nguyên á? À, Tây Nguyên á? Tây Nguyên. Không, anh nào thế, gì có đâu. Nhưng còn anh không dám nói, chưa thằng nào vượt qua anh em không. Anh ở dưới này không vượt làm sao được anh này. Em đi nhiều chứ, em nhiều nhiều em nhìn thì em thấy đẹp này thì em mới lấy thông tin để dữ liệu, chứ còn để mà không đảm bảo tiêu chuẩn thì ai dám quảng bá gì. Phải nói là anh chăm sóc rất tốt. Không tốt. Không, nhiều khi tốt cũng không, tôi không ý em nói tốt là nó anh không có bệnh. Rằng là nếu như mà anh mà thừa phân thì nó lại khác rồi, nhưng mà quả nó lại ít. Thì đấy, nó phải đúng kỹ thuật. Vườn ở dưới Hoa Nạc kia rộng hơn này không? Vườn dưới Hoa Nạc là cũng rộng, nếu như diện tích thì bằng thế này mới còn 2000 cành chanh đào. À. Chanh đào năm nay thằng em đây, chanh đào đấy anh không có tí nào. À. Chanh đào của riêng thằng em, nhưng mà nó năm nay nó dự trù ra bói ấy, nó rơi vào khoảng 30-40 tấn. Anh đứng kia em xin một kiểu lấy cái tổng thể. 30-40 tấn. Đây cho tổng thể cây này. Đấy. Đấy, rồi rồi. Được, kệ nó lấy cái nền của nó để cái logo. Anh... Rồi anh quay... Rồi, nếu mà cứ cái đà này thì những cái người tìm đến mua giống hoặc là mua sản phẩm của anh là được. Em thừa nhận là chanh của anh là cũng được. Không 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 có gì là ấy cả. Rất ít. Đây để chú thấy những cái cây này ít nữa nó đang ra hoa hay nó mới vào những cái đấy. Mặt đắt tiền. Có nghĩa là quả vẫn là quả mà hoa vẫn là hoa. Việc nào đi việc đấy đúng không? Thế hệ luôn. Ừ, đấy, đây. Chú một phát nhiều đây, thế hệ luôn. Đây là hoa này. Đấy, sau đó tiếp đó là đến quả thế hệ nhỏ nhỏ tí này, xong lại đến nhỡ nhỡ lên một tí này. Rồi đến to lên một tí này, đấy. Đúng không? Nhiều thế hệ. Nhưng mà là anh giải thích tại sao có những cái cây mà nó lá nó lại hơi úa mà là lá xanh rền này. Vâng. Bởi vì là những cái cây này đến lúc những cái cây kia là nó khỏe, những cây này nếu như mà anh thích xanh phát thì mà anh thúc cho đợt phân xanh đen. À, phân hóa học phân lân tổng hợp đấy. Nhưng mà bây giờ thúc cái này nó lại phọt tất cả nọc nước ra là nó không có quả. Thôi. Nọc này là nọc. Cái này đầu tiên đầu tư ít phân trấu phân chuồng vào nữa là được. Có lại là phù hợp với phân gì anh? Phù hợp nhất là phân chuồng. Phân chuồng như phân gà hay phân bò hay phân lợn? Nói chung là cái loại cây có múi là phân bò. Phân bò với phân gà. Ừ. Về cơ bản nó gọi là phòng những cái bệnh chung chung thì là phun cái loại gì? Phòng bệnh chung chung này cứ vôi bột mì gà, tưới nấm, thuốc nấm vào dễ mì gà. Đa số là phải để ý là cái sâu đục thân. À. Sâu đục thân là mình mà để ý. Tưới cái thuốc lấm để cho nó ngấm xuống dễ, cho nó khỏi bị lấm dễ. Thế thôi. Khỏi bị dệt, bị lấm đúng không? Nó không... Thế còn đục thân thì mình... Đục thân thì mình phải quét. Quét vôi à? Quét thuốc. Nhưng mà đấy anh chả làm. Quét ở gốc à? Thế chính vì đang chiết để vệ sinh ấy. Chiết đi cho nó thoáng bớt đi, xong bắt đầu mình mới... Một là bán giống, hai là mình làm vệ sinh cho nó đảm bảo. Rồi. Cái bên kia anh trồng hết, trên sắn anh trồng hết.